Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Úc là một trong những công ty hàng đầu về phân phối các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng như viên bổ não, viên dầu cá omega, viên dầu thông đỏ, các loại sữa bột, cao dược liệu, trà thảo mộc, dầu xoa bóp thảo mộc, các loại ngũ cốc, yến mạch có nguồn gốc từ thiên nhiên, organic. Nhằm đáp ứng với nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người Việt, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà không khí, khói bụi, môi trường, thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm độc, nguồn nước bị ô nhiễm mà con người không thể kiểm soát được đang là nỗi lo lắng của tất cả cộng đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh hiểm nghèo, các bệnh về miễn dịch như ung thư, u bướu, lao phổi, dạ dày, đại tràng, tim mạch, huyết áp, tai biến mạch máu não, tiểu đường, viêm gan, xơ gan, sỏi thận, các bệnh ngoài da và gần đây nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Các quốc gia trên thế giới hiện nay luôn coi việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng để chống lại bệnh tật, kéo dài tuổi thọ là việc làm quan trọng. Và ở Việt Nam hiện nay, việc nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh cũng đang được hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây sẽ là giải pháp hiệu quả để nâng cao sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn, giá thành hợp lý cho người tiêu dùng, Công ty cổ phần Tập đoàn Sữa Dinh dưỡng Quốc tế Việt Úc đã kết hợp với các giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ, bác sĩ, nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam để nghiên cứu, phát triển, đưa ra đời rất nhiều những dòng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ phòng bệnh và bổ sung dinh dưỡng cho những người có nhu cầu như người có sức khỏe kém, suy kiệt, sau phẫu thuật, người mới ốm dậy, người đang chuyển hóa chất, xạ trị, ung thư, u bướu, người mắc các bệnh về viêm gan, xơ gan, vàng da, tiểu đường, đái tháo đường, huyết áp, tim mạch, lao phổi, suy thận, thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, người béo phì, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tai biến mạch máu não, tắc mạch máu do cục máu đông trong lòng thành mạch, thiếu máu lên não, hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Các trường hợp mỏi mắt, mờ mắt, loãng xương, thoái hóa xương khớp, đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bùn chân tay, bốc hỏa, khô da, sạm da, nám má, rụng tóc, tóc bạc sớm, sinh lý yếu, người làm việc căng thẳng, stress, suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ, đau dạ dày, loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, trĩ. Trẻ em thấp còi, suy dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển trí não và cân nặng, phụ nữ sau sinh và cho con bú, người ốm yếu, sức khỏe suy kiệt. Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Úc coi đây là hướng đi đúng đắn nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, giúp tăng niềm tin, uy tín của công ty đối với khách hàng và người tiêu dùng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Úc đưa các dòng sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản phẩm dinh dưỡng sữa bột hồng sâm ngọc linh nhụy hoa nghệ tây saffron canxi nano tàu đỏ là một trong các sản phẩm do công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Úc phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và các giáo sư chuyên gia hàng đầu đánh giá cao về chất lượng cũng như hiệu quả khi sử dụng sản phẩm thường xuyên và liên tục để chăm sóc sức khỏe. Đây là sản phẩm được đánh giá có sự nghiên cứu đột phá, vượt trội, áp dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng tách chiết tối ưu được các hoạt chất quý từ thiên nhiên, ứng dụng thiết thực vào sản phẩm. Sản phẩm được đánh giá có sự nghiên cứu đột phá trong y học là công trình nghiên cứu sau nhiều năm của đội ngũ giáo sư chuyên gia hàng đầu của công ty, áp dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng tách chiết tối ưu được các hoạt chất quý từ thiên nhiên, ứng dụng thiết thực vào sản phẩm. Sản phẩm là sự kết tinh giữa những nguyên liệu quý hiếm của đất trời như hồng sâm ngọc linh được coi là báu vật quốc gia của Việt Nam, cùng nhụy hoa nghệ tây saffron được coi là vàng đỏ của đất nước Iran và nano curcumin, tinh chất từ cây nghệ vàng bào chế theo công nghệ nano. Canxi nano tàu đỏ là một loại canxi hữu cơ thực vật chiết xuất từ tàu đỏ bằng công nghệ nano hiện đại, cùng tất cả các khoáng chất như beta-glucan, colostrum, sữa bò cô đặc, đạm whey, đạm đậu nành, vitamin A, E, D, B1, B6, DHA, omega 3, omega 6, omega 9, lysine, taurin, sắt, kẽm, các enzyme tiêu hóa, GOS, FOS. Theo các công trình nghiên cứu khoa học của các giáo sư tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu thế giới, thì việc kết hợp các nguyên liệu quý hiếm, hồng sâm ngọc linh, nano curcumin cùng nhụy hoa nghệ tây, canxi nano tàu đỏ với sữa bò cô đặc và các khoáng chất axit amin sẽ đem lại giá trị hiệu quả vô cùng tuyệt vời nếu sử dụng thường xuyên để chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh về thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là ở người già, người trung và cao tuổi có nguy cơ cao và đang mắc các bệnh mãn tính. Và sản phẩm được khuyên nên dùng tốt, dùng hàng ngày trong các trường hợp như sau: người trung tuổi, cao tuổi, người cần bổ sung dinh dưỡng, người ốm yếu, mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt sau phẫu thuật, người cholesterol tăng cao, huyết áp, tim mạch, tai biến mạch máu não, béo phì, gan nhiễm mỡ, viêm gan, thận yếu, tiểu đường, loãng xương, thoái hóa xương khớp, mở mắt, mỏi mắt, tóc bạc sớm, sạm da, nám má,
Người mất ngủ, ngủ không ngon, thiếu máu lên não, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tiên đình, suy nhược thần kinh, trí nhớ kém. Các trường hợp tiêu hóa kém, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, đau dạ dày, loét dạ dày tá tràng, đại tràng. Người hay uống rượu bia, thuốc lá, người làm việc trong môi trường căng thẳng, cường độ cao, stress, sức khỏe suy nhược, phụ nữ sau sinh sức khỏe kém, mệt mỏi. Sản phẩm dinh dưỡng sữa bột hồng sâm Ngọc Linh nhụy hoa nghệ tây Saffron Canxi Nano Tàu Đỏ được coi là sản phẩm quốc dân không thể thiếu trong mỗi gia đình. Giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, bảo vệ cả gia đình bạn phòng chống bệnh tật do thiếu hụt dinh dưỡng gây nên. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn do Bộ Chi cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ giấy phép lưu hành sản phẩm, giấy phép quảng cáo, phiếu kiểm nghiệm hợp chuẩn hợp quy theo quy định của nhà nước và pháp luật Việt Nam. Mã vạch được đăng ký với Tổng cục Đo lường Bộ Khoa học Công nghệ. Các sản phẩm đều được công ty niêm yết giá bán chuẩn công khai trên iCheck, mã vạch để người tiêu dùng có thể kiểm tra và yên tâm khi sử dụng. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì khách hàng chỉ mua sản phẩm có đầy đủ tem niêm phong, mã vạch và thông tin trên bao bì sản phẩm rõ ràng. Đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sữa Dinh dưỡng Quốc tế Việt Úc. Chúng tôi cam kết với khách hàng, người tiêu dùng, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn cao về an toàn vệ sinh thực phẩm do Chi cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp chứng nhận với chất lượng tốt nhất, đảm bảo được những tiêu chuẩn, quy trình khắt khe nhất nhằm mang đến sản phẩm giá trị và lợi ích cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm. Theo tôi đây là một cái sản phẩm gọi là có bước đột phá đặc biệt. Khi nó kết hợp được sâm Ngọc Linh này, nhụy hoa nghệ tây này, nano curcumin này, thì tôi thấy mấy cái thành phần này nó vào trong cái sữa thì nó rất là tốt. Nó giúp cho người chúng ta có thể hấp thụ dinh dưỡng tốt vào cơ thể và từ đó giúp cho chúng ta phòng ngừa được các cái bệnh rất là hiệu quả. Đối với người già thì giảm lão hóa, vì chúng ta biết quá trình mà người già sinh hoạt này nó bị cái lão hóa mà, cho nên nó giảm cái quá trình lão hóa. Như chúng ta thấy cái Covid vừa rồi, những người già là hay bị các người, vì cái dịch nó yếu đi, thì bây giờ nó nâng cao cái hệ miễn dịch và phòng bệnh cho những người cao tuổi. Đây là cái đặc điểm rất tốt. Còn đối với người bệnh nói chung thì với những người mà sức khỏe kém này, làn da xấu này, hay là đặc biệt là các cái người mà hay uống rượu bia, thì cái này nó làm cho khi anh uống rượu bia vào thì cái men gan ấy, nó tăng cao, thì cái này nó giảm cái tác dụng của nó đi, làm cho người ta thấy thoải mái hơn, đỡ mất ngủ này, hay là đặc biệt là nó có bệnh loãng xương, thì cái này cũng giúp cho cái bệnh loãng xương đó. Thì tôi thấy tất cả những cái đó là nó rất có lợi cho cả thần kinh. Cái sản phẩm này sử dụng rất tốt. Sau khi phẫu thuật xong, tôi thấy thể trạng rất là mệt mỏi, ăn uống không ngon và hay mất ngủ. Từ khi biết đến sử dụng sản phẩm sữa bột hồng sâm Ngọc Linh thì tôi thấy sức khỏe tiến triển tốt hơn rất nhiều, ăn uống rất là ngon miệng và tình trạng mất ngủ đã không còn. Trước đây tôi bị suy nhược cơ thể, thể trạng tôi rất kém, thường xuyên bị đau ốm. Tôi được người bạn giới thiệu sản phẩm sữa bột hồng sâm Ngọc Linh. Sản phẩm thật tuyệt vời vì công dụng 2 trong 1, vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa có tác dụng phòng chống bệnh tật nhờ các thảo dược quý hiếm từ sản phẩm tự nhiên, đó là sâm Ngọc Linh và nhị hoa nghệ tây.